vỗ tay, chỉ với 10 phương pháp này, tự chữa bệnh thần kỳ. Xin kính chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Sức Khỏe Đời Sống HIT3. Trong video này, tôi sẽ chia sẻ với quý vị cách chữa bệnh thần kỳ bằng tác động vỗ tay vào những huyệt trên bàn tay mà chúng ta không phải dùng đến thuốc, rất hiệu quả. Phần cuối video này có những mẹo giúp hỗ trợ hữu ích trong điều trị viêm đau khớp ngón tay này. Quý vị có thể lấy giấy bút ghi vào nhé. Hàng ngày chúng ta đều tiếp xúc và thực hiện rất nhiều hoạt động với đôi bàn tay của mình. Tuy nhiên, liệu quý vị có biết rằng cơ thể của chúng ta được phản chiếu vào lòng bàn tay? Sự thật là tất cả các cơ quan, cơ bắp của quý vị được kết nối với một vùng phản xạ tương ứng trong tay. Dưới đây là một số động tác vô cùng đơn giản, nhưng lại rất hiệu quả trong việc phòng ngừa và đẩy lùi bệnh tật, giảm căng thẳng mệt mỏi, tăng cường lưu thông khí huyết, giảm đau, đặc biệt là quý vị có thể thực hiện ở nhà, nơi làm việc hoặc bất cứ nơi nào có thể chỉ với 5 phút mỗi ngày. Và không để quý vị chờ lâu, chúng ta cùng vào nội dung chính luôn nhé. Phương pháp thứ nhất, nắm hai bàn tay lại và vỗ vào nhau. Theo y học cổ truyền, cơ thể chúng ta có 340 huyệt đạo chính, 28 trong số đó là ở bàn tay. Nếu chúng ta có thể xác định được những huyệt đạo này và day ấn chúng sẽ nhận được những lợi ích tuyệt vời. Bởi vì những huyệt này có liên quan trực tiếp tới các huyệt khác trên cơ thể, có nghĩa là chúng ta có thể kích thích những huyệt đạo này để làm giảm đau ở những cơ quan khác. Đầu tiên, quý vị hãy thực hiện động tác nắm hai bàn tay lại và vỗ vào nhau khoảng 36 lần. Đây là động tác phòng ngừa và chữa các bệnh về mặt giúp phòng trị bệnh như người nào có thị lực mơ hồ, viêm mũi, đau răng hoặc để phòng tránh cảm cúm. Phương pháp thứ hai, ngửa lòng bàn tay và vỗ nghiêng. Khi có tác động massage, xoa bóp, bấm huyệt, các khu vực này sẽ gửi một tín hiệu thông qua hệ thống thần kinh tới não bộ để giải quyết các vấn đề. Thực hiện động tác này 36 lần sẽ giúp cho quý vị phòng tránh xương thoái hóa, người hay đau đầu, đau cổ, phòng tránh do thoái hóa xương. Phương pháp thứ ba, vỗ hai cổ tay vào nhau. Đầu tiên, hai tay chúng ta xòe ra và vỗ vào nhau 36 lần. Động tác này sẽ giúp quý vị phòng bệnh tim mạch, người dễ bị đau ngực hay tức ngực, giảm stress và căng thẳng. Phương pháp thứ tư, vỗ chéo 10 ngón tay vào nhau. Quý vị thực hiện vỗ 10 ngón tay đan chéo nhau 36 lần sẽ giúp quý vị chống tê tay chân, người có vấn đề hệ thần kinh ngoại vi như tê tay, tê chân. Phương pháp thứ năm, đấm vào lòng bàn tay. Trước tiên, quý vị hãy nắm một tay đấm vào lòng bàn tay bên đối diện, làm tương tự bên còn lại, mỗi bên 36 lần. Động tác này giúp quý vị giảm mệt mỏi, người tỉnh táo, giải tỏa căng thẳng, loại trừ mệt mỏi. Phương pháp thứ sáu, vỗ mu của bàn tay. Động tác này, quý vị hãy vỗ vào nhau 36 lần, giúp tăng cường sức khỏe nội tạng. Người có bệnh đái tháo đường cần điều chỉnh chức năng nội tạng. Phương pháp thứ bảy, vỗ 10 đầu ngón tay vào nhau. Thực hiện vỗ liên tục 10 đầu ngón tay chạm vào nhau khoảng 10 lần. Ngày quý vị làm 3 lần. Động tác này giúp tăng cường thị lực, có tác dụng đối với bệnh viêm xoang mãn tính, sổ mũi do cảm, người hay chảy máu cam. Phương pháp thứ 8, chà sát hai bàn tay với nhau. Động tác này là một phần bài tập trong y học cổ truyền và rất có hiệu quả. Quý vị hãy chà bàn tay, sao cho tay thật nóng thật ấm. Sau đó áp sát vào mắt, làm động tác này 6 lần sẽ giúp quý vị chữa được các bệnh như cận thị, lão hóa, mờ mắt. Phương pháp thứ 9, kết hợp vẫy tay. Nếu như cơ thể của quý vị có bệnh, quý vị hãy vẫy tay từ 1.500 lần trở lên. Động tác này không phí sức, không phí hơi, không cần cố gắng, có thể làm mọi lúc mọi nơi. Động tác này trong đạt ma dịch cân kinh chữa được nhiều bệnh như suy nhược thần kinh, huyết áp, tim mạch, hen suyễn, dạ dày, đường ruột và các bệnh nan y như ung thư, tiểu đường, viêm gan, với điều kiện quý vị luôn tin tưởng và kiên trì tập luyện thường xuyên mới đạt được kết quả mong muốn. Phương pháp thứ 10, chà sát hai tai. Quý vị hãy chà sát vành tai 36 lần. Động tác này có tác dụng thúc đẩy hệ tuần hoàn huyết dịch, tăng cường hệ tuần hoàn máu, nhất là phần đầu, phần mặt, giúp ích cho việc phòng tránh huyết đóng cục. Quý vị hãy thử thực hiện 10 động tác tay sau đây khi rảnh rỗi, tuy nhiên tốt nhất nên kiên trì thực hiện trước khi ngủ và sau khi thức dậy và chờ xem kết quả quý vị nhé.
Nếu quý vị cảm thấy video này hữu ích, hãy đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để được nghe thêm nhiều video bổ ích khác nữa nhé. Xin kính chào và hẹn lại quý vị trong các video tiếp theo.